Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 20 của Đảng bộ. Theo đó, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết số 96 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, không để xảy ra trường hợp bị đình chỉ do không phạm tội hoặc Viện Kiểm sát truy tố, tòa án tuyên không phạm tội. 100% đảng viên, công chức, người lao động được học tập quán triệt nghị quyết, chỉ thị của đảng các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên nghiêm túc. Ý thức trách nhiệm của đảng viên được nâng cao, không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật của đảng, không có đơn thư khiếu nại tố cáo. Các mục tiêu trong nghị quyết, chương trình công tác hàng năm đều hoàn thành tốt. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên được chú trọng. Việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chủ trương, nghị quyết của các cấp được thực hiện nghiêm túc.